xưa là mọi người nếu mà thực sự là cái người mà cái hết chuyên môn sâu á, cái đẳng cấp họ nhìn họ biết liền cái bánh bao mà bây giờ thì nó lén lén lút cái này rồi nó không có nhất nhất, nhiều khi nó có cái lớp màng dai nữa. Cái bánh bao mà một ca hồi xưa là cái khi mình hấp á nó sẽ có cái lớp nước nhiều và mấy cái tay như thế này mà cái mặt á thì nó không có phải là láng mịn trơn, các bạn tưởng tượng đi như hồi xưa chúng ta đẹp từ